Ngày 3 tháng 12 năm 2023, Chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ hàng thuận cho đôi Tân Lan Tân Nương, Trần Minh Hoàng Pháp Danh Thiện Tuấn và Vũ Thị Mai Quỳnh Pháp Danh Đức Hương dưới sự chủ trì của Đại Đức Trụ Trì Thích Trí Định, Chư Tăng và quan Viên hai họ đồng tham dự. quan Lâm chứng minh và chúc phúc có Hòa Thượng Thích Viên Thanh, Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hòa Thượng Thích Đồng Thọ, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng. Thượng tọa Thích Minh Tâm, Phó Ban trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Trí Định đã hướng dẫn đôi tân lan tân nương và mọi người đọc tụng bài kinh cầu phúc. Đại Đức có đôi lời khuyên nhủ về cách xây dựng gia đình theo tinh thần giáo lý của Đạo Phật khuyên hai bạn trẻ xuyên làm những việc thiện lành để gieo trồng phước đức là tấm gương cho con cháu sau này và cũng gửi lời chúc phúc đến với hai bạn trẻ trọn nghĩa phu thê trong đời sống vợ chồng. Đại đức chủ lễ hướng dẫn Tân Lan và Tân Nương tuyên đọc bốn lời phát nguyện trước hôn nhân. Đây là lời cam kết về lối sống thủy chung, sắc son, trách nhiệm, lẫn nghĩa tình mà cô dâu chú rể trao gửi cho nhau trên bước đường xây dựng mái ấm hạnh phúc êm đềm. Trước khi tăng đoàn trao tặng quà và giấy chứng nhận hôn nhân cho đôi trẻ, đại diện cha mẹ hai bên đã có đôi lời dặn dò hai con trên bước đường đắp xây hạnh phúc. Chúc phúc trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Viên Thanh đã giải thích ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới cho đôi trẻ hiểu thêm về tính vật định tình thiên liêng này. Trong giây phút thiên liêng lắng động, Tân Lan và Tân Nương đã đeo nhẫn cho nhau cùng nói lên lời yêu thương với đối phương chính thức trở thành phu phụ sống chung dưới một mái nhà.